Xin chào các bạn. Các bạn đã từng thấy một nơi nào có quán cà phê mà thực khách có thể ngồi uống cà phê mà vừa ngắm cá và cho cá ăn như thế này không ạ? Xin thưa các bạn, đây là mô hình cà phê cá coi. King Koi Coffee đang nở rộ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn tham quan một địa điểm King Koi Coffee. Đó là đường Lê Trọng Tấn số 384. Xin mời các bạn hãy theo mình vào quán nhé. Đây, quán cà phê King Koi Coffee được thiết kế là những cái bàn ghế chúng ta ngồi là nằm luôn ở trong hồ cá. Đây, những cái bàn là trong những cái ô cách nhau khoảng 2 3 thước. Các khách uống cà phê có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm cá coi, nhất là những các gia đình có các em nhỏ. Hôm nay là ngày chủ nhật, thành ra là quán Bạn tới rất đằng sau là là đông quán khách. King Koi nè đi. Thấy sao? Nếu mọi Thấy người chưa? đi trễ một chút thì sẽ không còn chỗ để ngồi đâu ạ. À, coi như cá nó về đây hết rồi nè, nó đang bơi về cho nó ăn, nó về đây hết luôn rồi. Cái này là cái con, cái con.
con còn ra. Băng lên, tạt lên, băng lên. Còn nè. Quả này này. Đây nó cũng cách ly. Cái chỗ nào nó cho nó ăn này nó đi. Để rồi cho cá ăn. Cho nó ăn đó rồi nó cá rồi nó các nơi nó bao về. Rồi. Nó kéo quân về, chắc đây nó kéo quân về.